Đây là tầng 1, đặt trước bàn làm. Đây cái đầu chờ trang trí này, để trang trí này. Nhìn cái này thấy độ rõ rồi đúng không? Đấy, bao nhiêu cam kia có thử soi chiếc này. Chuyện tất cả ngày xưa là chị Vân Hà là cam là đẹp. Tôi chờ sẵn hết rồi. Đây, mình lên trên. Phải đi lên đi. Khá là đẹp. Đây là phòng khách công ty. Ngày trước ngày chị ở đây đâm ra cũng khá là ổn. Chưa cho thuê bao giờ, bây giờ bắt đầu mới khó ở mới cho thuê. Thì nhà cửa họ sạch sẽ, nhìn nó tươm tất, nó không như là cho thuê đồ. Ok, mình đi xem. Khá là sạch sẽ, thiết kế cũng kè. Đúng rồi, vì diện tích nhà nó như thế nó cũng tương đối xinh xắn. Nhà khoảng hơn 1 mét. Ngoài có ban công nữa, ban ngày mở ra sẽ rất là thoáng. Bên ngoài chỗ nào cũng có ban công hết. Đây, đây chứ. À, hôm nay nó sạch sẽ nhỉ. Thế nó sáng bóng đấy cơ mà. À, sạch khác. Đây. Đúng không? Bốn cũng vậy mà, tính là vệ sinh nó cũng thế. Nó rất sạch, đầu tư rất cẩn thận luôn. Bây giờ không ai ở mấy chỗ này. Chị ở thì thiết kế thì nó khá là ổn. Còn hàng sạch sẽ. Thì nó là ở dưới tầng 2 không có tủ hay sao nhỉ? Tầng 2 có một cái ở dưới tivi. Không, tủ lớn. Không, đây là nhà vệ sinh. Cái cửa này bình thường tầng dưới, tầng phòng ngủ xuống dưới đúng không? Tầng 2 là nhà vệ sinh. Tầng 2 là phòng khách mới cả. À không, tầng 3. Có tủ ở phía này. Cũng có tủ. Vì đây là nhà vệ sinh quay ra đồ này, đoạn này làm đồ tủ. Tủ ở dưới tầng 2 nó còn nhiều tủ hơn tầng 2. Đây. Nhìn xem mình rõ. Trên này đầy tủ luôn, chả phải thiếu tủ đâu. Ấm cúng ở nhà này, ấm cúng thật, ít đồ nhưng mà nhỏ nhỏ xinh xắn, hợp lý. À, hệ thống đúng không? Chủ nhà ở họ đâm ra cũng đấy, từ hệ thống kính để sáng đấy. Kính sáng cả trên.